Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 223, sau khi Sử Lai Khắc Thất Quái quay trở lại đại quân, cũng là lúc Hoàng đế Tuyết Băng chính thức phát động cuộc chiến với Võ Hồn Đế Quốc. Và ở phía bên kia, đại quân do Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo cũng đã tập kết đầy đủ, mặc dù quân số ít hơn, thế nhưng đa phần đều là hồn sư có sức chiến đấu mạnh mẽ. Cuối cùng, khoảnh khắc chiến đấu giữa hai bên cũng nổ ra. Ở bên phía Võ Hồn Đế Quốc, tất cả hồn sư đều đã phóng xuất võ hồn. Ở phía bên kia, Quan Long Nguyên Soái cưỡi trên người một con bạch hổ cũng mở ngược khí thế cũng lập tức phát động tấn công về phía đối phương. Và ngay lập tức, nhận lấy mệnh lệnh của Quan Long Nguyên Soái, đội quân kỵ binh của Thiên Đấu Đế Quốc đang ngay lập tức tràn lên tấn công. Ở phía bên kia, đội kỵ binh của Vũ Hồn Đế Quốc cũng lập tức xuất chiến đánh thẳng về phía kỵ binh Thiên Đấu Đế Quốc. Theo sau bọn họ, một mảng mưa tên cũng được phát động bắn thẳng về phía kẻ địch. Lúc này, ở trên chiến trường chính là một màn hỗn chiến kinh khủng, nơi đây như chìm trong mưa tên cùng với biển lửa. Tuy vậy, dù cho có hàng ngàn hàm vạn mũi tên lao tới, nó cũng rất khó xuyên qua được lớp giáp của kỵ binh Thiên Đấu Đế Quốc. Bởi vậy, rất nhanh, đội kỵ binh của đại quân Võ Hồn Đế Quốc đã gặp phải bất lợi. Ngay lập tức, sau khi cảm nhận được chuyển biến trên chiến trường, Bỉ Bỉ Đông đã lệnh cho hai quân đoàn hồn sư vô cùng mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của Thánh Long Đấu La cùng với Khô Diên Trấn lập tức phát động tấn công. Và ngay khi chỉ thị của Bỉ Bỉ Đông được phát động, Hồ Diên Trấn cùng với Thánh Long Đấu La đã lập tức xuất ra vũ hồn, chia quân thành hai ngả, lao thẳng về phía đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Có thể nói, sự xuất hiện của hai quân đoàn hồn sư mạnh mẽ đã làm chiến trường nơi đây hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có lớp phòng ngự mạnh mẽ, sức tấn công của bọn họ cũng là cực kỳ kinh khủng. Ở phía bên kia, đối diện với chuyển biến trên chiến trường, với tài thao lược của mình, đại sư đã lập tức có những thay đổi. Đầu tiên, ông cho 4.000 hồn sư phóng xuất võ hồn đánh thẳng về phía chính điện. Ở phía sau, phụ trợ cho họ chính là hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông dưới sự chỉ đạo của Trước Phong Trí. Tiếp đến, như hiểu ý đại sư, Đường Tâm lập tức lệnh cho Thái Thản cùng Ngưu Cao, hai người dẫn theo 2.000 hồn sư tinh nhuệ của Đường Gia Quân đi theo trợ giúp hai cánh. Còn số còn lại, tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh từ đại sư. Và sau khi đã an bài mọi thứ cho chu toàn, Đường Tam đã lập tức dẫn theo Dương Vô Địch, Độc Cô Bác cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái phóng người lên không trung hướng về phía Tự Giáp Quân Đoàn với ý đồ phá vỡ thế phòng ngự vô cùng mạnh mẽ kia. Ở phía đối diện, chứng kiến Đường Tam bay lên không trung, Bỉ Bỉ Đông giật mình, ngay lập tức nàng cũng lệnh cho 8 tên phong ảo đấu la lao lên ứng chiến. Tuy vậy, Đường Tam vẫn là nhanh hơn một chút, ở trên không trung, thân thể Đường Tam mở rộng ra, cánh tay phải vận lực, hải thần tam xoa kích trong tay giống như mũi tên nhọn hoắt bay vụt ra, mục tiêu hướng thẳng đến người của Hồ Diên Trấn. Đồng thời, một vòng ánh sáng màu đỏ tươi từ dưới chân Đường Tam tản ra, đem bản thể của 8 người cùng với Độc Đấu La, Độc Cô Bác đang từ bên cạnh tập trung đến hoàn toàn bao phủ ở bên trong, liền lúc thi triển ra sát thần lĩnh vực. Ở phía bên kia, Hồ Diên Trấn hiển nhiên là chưa biết sự lợi hại của tam xoa kích. Thấy Đường Tam phóng đến, hắn khẽ nhếch môi, không những không có ý định né tránh mà còn định trực tiếp đón nhận. Đúng lúc này, tiếng hét của Bỉ Bỉ Đông vang lên, kêu hắn không nên đối đầu trực tiếp. Thế nhưng là Đường Tam đâu có để dễ vượt mất cơ hội này. Trong chớp mắt, tam xoa kích như một mũi tên đã trực tiếp đâm vào trong đầu của toàn thạch mãnh tượng. Quang mang màu vàng cường liệt trong chớp mắt bộc phát ra, khiến cho các đệ tử của Tượng Giáp Tông chung quanh Hồ Diên Trấn đồng thời trở nên chậm chạp một chút. Còn bản thân Hồ Diên Trấn lại không có may mắn như vậy. Dù hắn luôn tự tin với khả năng phòng ngự gần như đứng đầu đại lục, nhưng mà lúc này đây, toàn thân đã bị bộ kích kia làm cho nát như, thân thể cứ thế hòa vào với cát bụi. Thế nhưng, Đường Tam vẫn chưa có dừng lại, chỉ trong nháy mắt, sát khí đã tỏa ra bao trùm toàn bộ đám hồn sư của Tự Giáp Tông cùng với Thánh Long Tông phía trước mặt. Chứng kiến Đường Tam đang lao tới đánh nát hai quân đoàn chủ lực, chỉ trong chớp nhoáng, Thánh Long Đấu La Thất Bạt Hy đã lao tới đánh thẳng về phía Đường Tam. Tuy vậy, Đường Tam giờ đây đã khác, chỉ trong nháy mắt, hồn kỵ thứ 9 Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đỉnh phát động. Đường Tam sau một hồi giao chiến, trước khi Bỉ Bỉ Đông kịp tới, hắn cũng đã thành công lấy được mạng của Thánh Long Đấu La một cách trong vánh. Ở bên cạnh, ngay khi khoảnh khắc Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Độc Cô Bác và Dương Vô Địch đáp xuống, bọn họ nhanh như chớp đã lấy được mạng của rất nhiều hồn sư chủ lực của hai quân đoàn bên phía Võ Hồn Đế Quốc. Tuy vậy, lúc này Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã tới, ánh mắt thấy hai vị tướng quân của mình tử chiến, nàng như phát tiết, ngay lập tức dùng ra một đòn mạnh mẽ đánh thẳng về phía Đường Tam. Đến đây thì cũng hết tập 224 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.